Xin chào mọi người. Nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 500 cái token Coin tương đương với 6 đô la nhé. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, chọn Continue. Rồi tiếp tục mọi người sẽ nhập cái kết quả trên này vào. Và làm các nhiệm vụ này, join vào group Telegram. Rồi quay trở lại, join tiếp vào channel. Sau đó quay trở lại này. Mọi người sẽ follow Twitter và retweet bài đăng. Bấm chọn theo dõi này. Rồi mọi người kéo lên like và retweet cái bài đăng này, tag cái username của nó vào. Rồi chọn tweet lại này, quay trở về bot, mọi người kéo lên bấm chọn donate, tiếp tục chọn donate. Rồi sau đó nhập username của Twitter. Rồi tiếp tục chọn đôn này. Sau đó thì mọi người sẽ gửi cho nó cái địa chỉ ví ở trên cái mạng solet.io nhé. Mọi người bấm vào solet.io để lấy địa chỉ ví. Rồi mọi người sẽ đăng nhập vào ví. Rồi đây mọi người bấm vào sol cho mình này. Chọn resay này. Sau đó thì chọn copy này. Và quay trở lại, mọi người sẽ dán địa chỉ ví Sol vào đây. Rồi ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.